chào các bạn, đã quay trở lại với kênh FMI TV. Và ngày hôm nay tôi đi thử mẫu xe mới của Giant phiên bản 2020. Đây là chiếc Giant dành cho nữ với mã là Ionis Lucky. Phiên bản này với chiếc xe là màu kem sữa, rất hợp cho anh chị em phụ nữ. Và tôi vừa đặt một vòng, có lẽ là tôi sẽ mua chiếc xe này cho vợ tôi ngay sau video này tôi làm. Thì hôm nay chúng ta sẽ review chiếc xe như này nhá. Thì trước khi review thì các bạn hãy xem một vòng chiếc xe, xem có gì khác với những chiếc xe nữ từ trước nhé. Không. Như vậy trên màn hình của bạn là chiếc xe Giant Ionis Lucky. Và mẫu xe mới nhất 2020 này thì mang đến cho chúng ta một cái kiểu dáng dành cho xe nữ rất là hiện đại. Đây là một trong những cái xu hướng của những năm tới dành cho các bạn nữ đi trong thành phố, hoặc là các bác đi chợ hay là đi làm hay đi học đều hợp hết với những mẫu dáng xe như này. Các bạn có thể mặc váy hay mặc quần hay mặc đi giày hay đạp thể dục thể thao đều ok hết. Thì mẫu dáng này nó rất là hiện đại và rất là châu Âu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế khung của chiếc xe Momentum này. Với thiết kế khung về cảm quan ban đầu thì tôi nhìn nó có một cái gì đó rất là điệu dành cho phái nữ. Tuy nhiên nó vẫn có cái sự mạnh mẽ, nếu như các bạn mặc quần jean hay là đi giày thể thao thì nó vẫn có cái thể thao ở trong đó. Đó là cái độc đáo của chiếc xe này. Ở trên này thì chúng ta sẽ có là vẫn là một gióng to bản, một gióng chịu lực to bản phía dưới dành cho chiếc xe nữ. Tiếp theo là gióng phía trên này tạo ra cái độ nữ tính dành cho chiếc xe, đó chính là cái gióng trên này. Về nước sơn của chiếc xe này thì khung của nó thì là chất liệu là khung nhôm. Toàn bộ gian theo như tôi được biết thì toàn bộ gian đều sử dụng chất liệu khung nhôm 7005. Nó là một chất liệu khung nhôm mới hiện nay và dành cho các cái công nghệ áp dụng cho thân vỏ máy bay. Vì vậy những chiếc xe gian có giá luôn luôn đắt và nó luôn luôn nhẹ so với những khung nhôm cùng với phân khúc hay cùng với chất liệu. Thường là khung nhôm chất liệu thấp hơn, nó sẽ là 6061. Về tem nhãn của chiếc xe này thì đều là tem nước, toàn bộ là tem nước. Ngoài ra còn về phần gắp ga này nữa, nó rất là điệu ở bạn này. Nó sẽ nối phần khung ở đây vòng xuống đây, toàn bộ cái này nó gần như là chúng ta nhìn thấy một chiếc gắp ga rời đó, chứ nó không bắt liền đây rồi cụt mà nó vòng vào đây, tạo ra cái độ mềm mại cho chiếc xe. Chiếc gắp ga này rất là chắc chắn, chúng ta có thể chở trẻ con hay chở người lớn đều ok vì rất là to bản. Tiếp theo ở trên khung thì tôi thấy đều có mã vạch check code của Giant, của nhà máy Giant. Thì các bạn có thể check, đây là chiếc xe chính hãng vừa nhập khẩu về. Và khóa của cọc yên cũng rất là lạ, nó đều có ký hiệu của hãng Gian ở đây, đều ký hiệu. Ngoài ra trên khung có một phần rất đặc biệt mà tôi rất thích, như là có lẽ là các bạn nữ cũng rất thích, đó chính là chiếc giá để cái cốc này, để cái bình này. Cái bình này cũng là bình của Momentum, nó là bình nhôm giữ nhiệt. Và phía trên này nó rất là sang, đó chính là phần gỗ có chữ Momentum. Đó, bình này thì rất là hữu ích cho các bạn nữ nếu như chúng ta di chuyển nước đây, bình đây. Cái này thì là nó bắt liền luôn nhé các bạn. Chúng ta có thể vặn ra để vệ sinh được. Thì nó bắt cố định ở đây. Các bạn để bình đây rất là chắc chắn. Có một cái mút không hề rơi được và rất là sang. Tiếp theo về phần yên của chiếc Momentum này, nó đang sử dụng kết hợp giữa yên của Ryan. Sea Ryan, một trong những hãng yên nếu như các bạn có thể tìm trên mạng hay Google, thì một trong những hãng yên rất là nổi tiếng và thường là những yên cao cấp và yên đắt, yên chất lượng. Cọc yên là cọc yên nhôm.
Chúng ta lên một chút về phần dàn đầu của chiếc xe. Dàn đầu của chiếc xe thì được tích hợp và toàn bộ đều là nhôm. Ghi đông nhôm, cốt tăng nhôm. Chén cổ thì đây là cái phần đặc biệt nữa, đó là có thêm phần khóa. Các bạn có thể khóa cổ của chiếc xe này lại. Đó, khóa hoặc mở. Tay nắm của chiếc gian Ignis Latitude này đang dùng đó là tay nắm bằng cao su. Cao su khá là to, cầm êm. Về bộ số đang sử dụng đó là Microsoft. Nghịch nữa, Microsoft 7 số của Japan. Hai tay phanh là tay phanh nhôm. Ngoài ra chiếc giỏ này nữa. Chiếc giỏ này thì các bạn có thể tăng hoặc giảm. Đây là giỏ mây nha các bạn. À không phải, xin lỗi các bạn, đây nó là giỏ, có lẽ là giỏ nhựa giả mây thôi. Nhưng mà cũng khá là chắc chắn, bạn có thể xách và có thể tháo ra. Đây, ví dụ như chúng ta đi lại tháo ra để xách lên nhà hay là gì đó, đi chợ. Rồi chúng ta có thể gắn vào rất rất dễ dàng thôi. Đó, rất là độc của bạn. Ra xuống phía dưới một chút. Về chiếc càng của con này thì đang sử dụng đó chính là càng thép đó các bạn. Càng thép có mã vạch ở đây. Đây là mã vạch. Chiếc này đang sử dụng vành nhôm. Vành nhôm này là hai lớp nha các bạn. Vành nhôm để nguyên màu nhôm luôn. Với mã lốp là 26 x 1.25. Vành 26 inch. Chạy Mayer nhôm và vòng bi là vòng bi thường. Đây cũng có phần ký hiệu của Momentum ở đây này các bạn. Tất cả các ốc. Ốc này có lẽ là ốc inox. Chống han gì cho các bạn. Chắn bùn là chắn bùn thép, chắc chắn. Phanh trước là phanh chữ U nhôm, sản xuất tại Giant luôn. Ok, chúng ta về phần đùi đĩa của xe nhé. Về đùi đĩa của chiếc này đang sử dụng đó là đùi đĩa nhôm một tầng ạ. Nữ thì tất cả các hãng gần như là chỉ làm một tầng thôi, thì không làm quá nhiều tầng để chúng ta di chuyển. Đùi nhôm. Về củ đề thì đang sử dụng đó là củ đề Shimano Tuoni TI300 với 7 líp Shimano, 7 líp Shimano TZ21. Đằng sau cũng là Mayer nhôm cộng với vành nhôm hai lớp, chắn bùn thép chắc chắn. Đây là một chiếc xe pedan là pedan nhựa, có chữ City, có chạy xe chạy trong thành phố. Ra các bạn được tặng một chuông ở trên này nhé, chuông của Momentum luôn. Thì, với một cái chiếc xe dáng nữ mà tích hợp khá đầy đủ như thế này thì là một trong những lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho các bạn nữ đang đi học hay là đi làm, hay là các bác hơi lớn tuổi một chút. Cái giống này thì ngồi có thể dễ chịu hơn. Với cái dáng xe này thì các bạn từ khoảng 1m5 cho đến 1m7 ngồi là rất là đẹp. Cái cổ này các bạn có thể nâng lên hạ xuống này, yên này cũng có thể nâng lên hạ xuống này, tùy theo cái chiều cao của các bạn. Như tôi là 1m7 thì tôi sẽ ngồi tầm này. Thì xe này dành cho nam cũng hợp đấy đúng không ạ? Ok, như vậy là chúng ta đã vừa phải đi tham khảo và tìm hiểu về chiếc xe Giant Momentum Ignis Lasty bản 2020 với phiên bản màu kem. Hiện tại xe đang có sẵn tại F-Bike với mức giá thì khoảng trên 8 triệu với mức xe này. Các bạn có thể tham khảo mức giá hoặc là hình ảnh chi tiết trên website của chúng tôi, đó là xedaphn.net, hoặc là qua showroom chúng tôi để trải nghiệm xe này hiện tại đang có sẵn tại F-Bike tại địa chỉ số 225 đường Hoàng Hoa 8, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn theo dõi video và đừng quên nhấn like hoặc là bấm vào nút chuông để chúng tôi ra những video mới và thông báo đến các bạn để các bạn có thể xem được những mẫu xe mới nhất trên thị trường nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và xin chào các bạn.